bê đấy, nhá. Nhá là bố gọi mê nhá. Đi ra ngoài chào các bạn. Vâng, vâng, vâng. Ôi, giống đây, như bố đời ấy. Chất lượng các bạn ạ. Đấy. Xe bọn mình vừa đỗ xong xe này. Vừa đỗ xe rồi là có thể mở ra mở vào và đạp. Chất lượng luôn các bạn ạ. Chất lượng luôn. Bây giờ là trước là các bạn bố là xem các bạn bố là đem nó ra đường các bạn. Anh ơi, thì bọn mình đem luôn. Đồ lại một dàn bộ siêu đạc kinh khủng luôn các bạn ạ. Đạp đó. Đấy, một bộ siêu đạc luôn các bạn ạ. Xích xiếc xe đạp các kiểu các bạn ơi. Đạp đạp bằng cơm không chạy nguyên liệu luôn các bạn. Đấy, vừa này bọn mình gọi là xé mang xe ra ngoài đường để gọi là đi test tốc độ nó. Chất lờ luôn các bạn ạ. Xem phản ứng mọi người khi thấy con Lamborghini đi lần đầu tiên trên thế giới. Đấy, cho các bạn xem nó đi ngoài đường như thế nào. Ok. Vậy bọn mình sẽ bắt đầu đi thôi. Đi lại ra đây, lên xe. Nó máy không máy. Máy, 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 máy. Trên này ở đâu thế? Trên này ở đâu thế? Nó đến ta đi. Chú ấy cảm nhận thời tiết hôm nay. Nóng, 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 nóng. Nóng ra nước luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, chú mình bóng cây không cựa này. Hôm nay trời nó oanh. Ôi, chú này vừa quên. Chân các bạn ơi, đây mình... Chú là hôi các bạn. Mình kiểu đây là xe cứu hộ này. Đấy, là các bạn. Mới làm thêm nghề cứu hộ xe ô tô. Này cái tấm đằng sau này là quên chưa đổ keo các bạn ạ. Nó bong ra. Đấy thằng nhét nó vừa về. Không được, còn đấy không chưa quên, là... chưa đổ keo. Thằng nào may quá. May là mình mang xe cứu hộ đi thế. Mà nóng lắm. Nóng lắm. Nóng không? Nóng. Cún ơi, về nhà đi. Anh Cún ơi. Cún ơi, về về về. Ra ngoài đi xa tí. Nóng quá các bạn ạ. Nóng không? À, mặt mình không có một giọt nước nào, mồ hôi nào luôn các bạn ạ. Mà oanh nhỉ. Oanh quá. Có người ta đi còn được. Đó. Chậm chỗ người có lạ anh có. Bố mấy thằng này nó bị ngáo. Ôi, phục vụ các bạn ngáo thì ngáo thôi. Con làm xe ô tô đi nào. Đạp nhá. Đúng ơi, tao đi bộ mệt lắm. Ôi trời trời các bạn ạ. Chân vượt đi. Mệt lắm đúng, mệt lắm. Mệt phết đấy. Mệt lắm. Mày có đúa mày quá, mày có mặn thật. Đạp đi chậm cậu cuốn nhà tao. Lên kia lên rồi. Kia nhé. Lật quét đây. Cứ lại. Xem nó nhanh chạy nhanh hơn cuốn được tao không? Cuốn 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 cuốn. Thua rồi, thua rồi. Nóng à, mệt à. Đưa cho anh nước các bạn ơi. Anh tụi chuyển nóng quá, Lamborghini đạp thì đạp, cái Lamborghini nóng lắm nè. Đúng rồi. Nóng không? Chích luôn các bạn ạ. Oai, nó oai. Mặt mình không có tí nước ở qua. Ừ. Nhét nóng đạp à? Hả? Đạp à? Không có sức. Không có sức á? Vậy mày nghĩ không có sức à? Mình nhìn lên đây đâu. Nhưng mà không phải đùa các bạn ơi, hôm nay trời nóng thật. Oai lắm. Này. Trời đất không có tí rõ nào luôn. 4 giờ rồi. Độ. Dạ, nó bức. Bố đem đua Lambo đi không gió. Bố Lambo. Là điều vào 4 chỗ. Nhưng mà lâu rồi thì các bạn bố trông chờ Lamborghini lâu phải không? Ừ. Thì hôm nay cũng phải đem xuống. Lamborghini không gió các bạn ạ. Mát cực. Không gió lắm nhưng mà hiện tại là thằng nào thằng đấy là mất hết nước rồi. Không gió nhưng mà gió không có. Ok. Cái thằng đi cao. Anh chó mình hôm nay cũng đi cao nhá. Cún ơi. Cún. Chuẩn bị đi tiếp đây à? Với độ lại của xe này rất khỏe phết các bạn. Với độ là đạp rất mệt. Nhìn thấy cái hàng xích kia kinh ngộ. Hàng xích này là xích xe máy à? Xe máy, đặt xích xe máy luôn. Xe máy, à, bàn đạp, à, tay lái xe đạp này. Bàn đạp xe đạp luôn. Một này, hai, ba bộ xích xe máy à? Sáu phát. Ba bộ xích, nghe 6 cái đĩa nhỉ. Vậy đạp được bằng chân à? Đạp bằng cơm. Đạp bằng cơm các bạn nhé. Thì đồng tí vừa phát biểu là đạp bằng cơm.
mà ghê như là mình thấy con xe này trên thế giới chưa thấy ai làm luôn các bạn. Vừa chưa ai làm. Mình làm thử luôn các bạn. Thấy bộ là thằng Nùng nó bộ là đạp bằng cơm mà thấy thằng nhét nó cũng đạp thì chắc là nó không có cơm. Chắc có tầng nước có sống các bạn ạ. Cửa. Cửa. Mở. Hay đó. Hay đó. Chán bụi á. Mệt không? Mệt. Mẹ tao quay phim không mệt thì thôi. Nùng tí làm gì đấy? Hả Nùng tí? Tập thể dục. Tập thể dục à? Ô vậy là Lamborghini. Đùa với Lamborghini à? Mà là tổng đùa với Lamborghini. Thôi bọn này đùa, đùa xe. Được. Nùng mày làm gì đấy? Tôi đùa xe. Anh võng hả? Quẩy lê là quá đau sóc quá các bạn ạ. Mệt quá. Cho chân đi. Hết sức. Mệt không đúng. Mệt. Mệt đấy. Khá là chết luôn các bạn ạ. Ấy. Nắng to lắm các bạn ơi. Quê mình nắng rất chi là to. Nắng đúng. Nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình với. Mệt quá. Cái mắt này.
bên kia vừa định vào máy quay. Sao mệt à? Thanh niên vẫy tay xin chào các bạn ạ. Vẫy tay xin chào à? Bạn à? Không quen. Nhớ cũ à? Bạn gái cũ. Bạn gái cũ, thằng vừa rồi là bạn gái. Ngu một tí là vậy nhé. Các bạn, mình vừa làm xong bộ chủ động của con siêu xe này, vừa đi test thử đường cho các bạn xem đấy. Đạt nhẹ lắm các bạn ạ. Cho đông các bạn. Đạt nhẹ lắm, mát mẻ lắm. Mát mẻ không có một hồi giọt mồ hôi nào luôn các bạn ạ. Đặt điều hòa 4 chiều. Nào, bằng không khí luôn. Với sức. Đấy, đây là con Lamborghini bìa giấy luôn các bạn ạ. Này, trước con bò thì mặt lợn luôn các bạn. Đấy, chất luôn. Có nhiều bạn xem rồi đó. À, những bọn mình có cái video chế tạo từ cái video lần trước rồi các bạn. Các bạn nào chưa xem thì có thể xem lại các bạn. Đấy. Còn hôm vừa rồi là bọn mình làm bộ chuyển động. Đỗ lên. Rất là chất luôn các bạn. Đỗ đi cho chất. Ba bộ xích tải luôn. Đấy, mua ba bộ xích tải cho mày các bạn. Xích bằng xe máy. Nóng. Video lần trước là con xe bọn mình chưa có cái cụm đèn nhan màu đỏ này, nên bọn mình đã lắp rồi. Rồi một số chi tiết bọn mình làm nó hơi bị xấu xấu, lần này bọn mình cũng đã chỉnh sửa lại đẹp hơn lần trước rồi các bạn ạ. Nóng không? Nhất này quần áo rồi các bạn ạ. Lần này bọn mình thấy bọn mình làm hoàn thiện hơn rồi, có cả cửa. Lần trước bọn mình không có cửa các bạn ạ. Này, lần này có cửa mở ra mở vào, chất lượng luôn các bạn ạ. Là bên trong một bộ chuyển động. Kia còn có hai đôi dép của mình luôn các bạn. Đây là nội thất. Một khối này đi làm ruộng luôn đấy. Nội thất này cực kỳ sang trọng luôn. Đấy, các bạn nào mà muốn một mình đi làm ruộng bằng H2 hoặc là cá mập hoặc là Lamborghini thì cứ comment đấy. Một mình đi làm luôn cho các bạn xem. Hoặc là đi cấy cho người lạ cũng được. Cuối cùng thì mình xin được kết thúc video tại đây nha. Bởi vì cơ bọn mình mệt lắm rồi. Mày bám quay khá là mệt bởi vì sáng nó mưa rất là to luôn các bạn ạ. Xong rồi chiều nó nắng lên thì nó lại nắng tí cục. Nó nắng cái kiểu không phải nắng gì, nó không có quá, nó quay quay à. Chịu các bạn ạ. Cái này các bạn nào ở Quảng Yên, Quảng Ninh biết đấy. Cái này thì gọi là hết sức rồi, nóng, không chịu nóng rồi. Phải đem xe về và cất giữ, đem lưu kho. Quá là nó phải xuất khẩu. Xuất khẩu sang Dubai mạ vàng lại chứ. Xuất khẩu sang Dubai mạ vàng, mạ vàng hết chốt. Mạ vàng hết chốt cùng tiếp bánh biết. Nóng quá rồi nhá. Nóng quá nên là bọn mình xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn mà thấy hay thì nhớ đừng quên like, subscribe kênh cho bọn mình nhé. Thì bọn mình cũng chúc các bạn xem video có những phút giây vui vẻ nhé.
cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ hẹn lại các bạn ở các video lần sau. Ấy, hãy cho anh nha. Yeah 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 yeah. Thằng này nó bị nhiễm, mày chừng nào mới hết nhiễm. Nhưng mà nóng thì bây giờ Sky ra bài mới thì hết nhiễm. Thằng này nó đam mê chân tùng á các bạn ạ, nhưng mà mình cũng thích nhạc chân tùng. Ok, về thôi các bạn ơi, trời rất là nóng, mọi người thì rất chi là nhiều. Đó.